rồi, đẹp quá. Rồi chị chủ ơi, chị có thể đọc số điện thoại cho bà con liên hệ mua bánh được không? 078 397 8224. Dạ rồi. Địa chỉ số nhà là 619 Lê Văn Hiến. Dạ rồi. Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn. Dạ rồi. Thành phố Đà Nẵng. Dạ. Vâng, thưa quý vị, thật là tuyệt vời, một thương hiệu bánh rang truyền thống của thành phố Đà Nẵng ngày xưa ở ngay chân cầu Trần Thị Lý, cây cầu sắt huyền thoại nối từ trung tâm thành phố qua quận 3 và đi ra biển T20, T18 nha bà con. Nhiều quý khách bây giờ đang lùng sục lại cái quán bánh ram thương hiệu nổi tiếng này của cô Ba. Thì nếu quý vị tình cờ xem được video này thì hãy liên hệ với số điện thoại trên hoặc là đến tại địa chỉ của chị chủ đã nói để chúng ta có thể thưởng thức một trong những món bánh ram huyền thoại. Chị có thể tự hào nói vì sao món bánh này ngon để đi vào lòng người không? Dân Đà Nẵng không ạ? Cái này là cái vỏ bánh á, là làm được từ nếp. Còn yeah. Đậu xanh á, là lồm đậu xanh á, là mình lồm là mình tạo cái màu của mình, là cái hồn riêng của mình tạo được cái màu nó đẹp. Còn cái bánh á, là mình chiên lên mình giữ cái màu như mật ong, mà khi mình cán vô á, là trong á, là ngồi nó là nó giòn, nhưng mà trong là nó dẻo. Còn cái độ đường là mình không cho đường nhiều, mình chỉ đánh vừa miệng họ thôi. Từ đa số khách bữa nay là bỏ ăn ngọt rồi, nên chỉ cần cái lượt ngọt vừa phải thôi. Và khách họ ăn lần đầu họ có thể ăn tiếp lần hai lần ba, mà thấy nhiều khách là ăn tới 5 ngày liên tục mới nghỉ một ngày. Vì cái độ ngọt cũng vừa phải dễ ăn. Còn cái vườn mà bà con chưa ăn kịp quá là để tới qua ngày mai cũng được. Là cắn cái lớp ngồi vẫn còn hơi sệt sệt, mà lớp trong thì nó mềm chứ nó không dai bánh. Ừ, còn có nhiều bọn đó là thích mua xo quá, mua đem về sau đó rồi bỏ tủ lạnh. Khi nào ăn ngang là bỏ lên cái lò chiên không vào, chiên lại là nó dầu y từ lúc ban đầu mới mua về. Đó, cho nên sản lượng mình bón rất nhiều. Dạ rồi, như vậy chị chủ đã rất là nhiệt tình chia sẻ bí quyết cho bà con rồi đó. Nếu mà nhà ai mà có khoảng 5-60 người trong một nhà thì có thể tự tổ chức làm món này ăn một bữa cho khoái ha. Còn không thì có thể ghé đến đường Lê Văn Hiến để mua từng cái về ăn cho nó đã, ăn cho nó đã thèm. Và đặc biệt ăn nhớ đời, ăn với cái món bánh bí quyết như thế này thì thật là tuyệt vời bà con ơi. Đó, như vậy là quý vị vừa xem xong một cái quy trình làm bánh ram, món bánh nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng trên kênh Discover Việt Nam TV. Nếu yêu thích, quý vị hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh theo dõi những cái video thú vị tiếp theo ha. Và đừng quên comment để cảm ơn chị chủ đã rất là nhiệt tình chia sẻ cho chúng ta ngày hôm nay. Chúc quý vị một mùa đông thật ấm áp.